Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay sẽ là một cái clip chia sẻ mấy cái độ nhảy tàu quýt. Nói chung là cái độ nhảy ở dưới cái độ nhảy là mình phải vào cho mọi người xem mới biết được chứ đúng không? Thì clip này cũng ngắn gọn thôi, không dài dòng. Đó là cái độ nhảy tinh chỉnh này nè. Thì độ nhảy đầu tiên chính là độ nhảy gốc đây. Độ nhảy gốc thì mình sẽ với một cái setting như này mình chơi độ nhảy gốc nha. Đấy, vô người nha, mọi người vô người nha. Không có xài đồ đấy nha. Đó đấy, mọi người bắn thấy mình có full đỏ đâu mà xài đồ gì mà kỳ vậy? Sai đồ dưới lòng đất rồi hả? Sao mà bắn gì lần vô người rồi đó, bắn lần vô chân rồi gì không à? Lâu lâu mới được chế đỏ này thì sai đồ gì? Đồ này là đồ pha ke, đồ này là hàn hàn, gọi là hàn lậu à? Không thì ok, bây giờ mình sẽ chỉnh một số độ nhảy cho mọi người. Thì ở đây chủ yếu có hai cái chính thôi, cái này là 22610. Mọi người có thể chỉnh từ vị trí từ 210 gì đó, độ nhảy nó vẫn, độ nhảy nó cảm giác nó lạ lạ đó mọi người, nó nhẹ hơn, nó hết đầm đầm và nó kia rồi nó nhẹ hơn. Để mình xem nó, sự khác biệt giữa cái này nó không nhiều lắm đâu nha, mọi người có thể tự test tự trải nghiệm thôi. Bút tầm bay quá đầu rồi. Để thử one shot này. Ok, độ nhảy thì cũng ok đấy, không phải là mượt. Nhưng mà trong một số độ nhảy này thì sẽ có một độ nhảy loạn phím nha mọi người. Mình không nhớ là độ nhảy nào. Nhưng mà có khi trên máy của các bạn thì cái độ nhảy đó không phải là độ nhảy loạn phím, mà chỉ cái độ nhảy bình thường của mọi người thì đó mới là cái độ nhảy loạn phím, độ nhảy mặt định đó. Bây giờ mình sẽ thêm một cái nữa là cái 808088. Đấy, rất là nhiều nha mọi người, test rất chi là nhiều luôn. Độ nhảy này rất đầm mọi người ơi, không phải đầm mà là chậm. Chết, nãy giờ quên chỉnh qua bên này. Thì thật ra là để mình chỉnh lại màu ấy. Ok, thì đấy, như mọi người có thể thấy là, ê khoan, nãy giờ bật cái kia rồi nó có thấy không ta? Không thấy luôn à? Ngáo cần vãi lều. Ok, bắt đầu lại từ đầu. Thì đầu tiên mình chơi cái đồ nhảy 808 đi. 8080. Ok, đồ nhảy 8080 thì nãy giờ múa mọi người cũng thấy rồi. Vãi cứt. Thôi chắc mình quay tiếp luôn, mọi người sẽ hiểu mình sẽ chỉnh ở đâu đúng không? Mình sẽ chỉnh vào phần tùy chỉnh này. Đấy, phần tùy chỉnh nào. Đấy, phần tùy chỉnh. Đấy. Thì nãy giờ là mấy đồ nhảy rồi. Bây giờ mình sẽ đến đồ nhảy 21002 hoặc là 21001 cũng được. Mình nhớ không sai là mình có đồ nhảy là 21010 hay sao. Mình bắn đồ nhảy này sao nào. Cũng rất là mượt nha. Nhưng mà như bị loạn chuột. Đồ nhảy này thì cảm giác đó, mọi người thể nhìn tâm nó khá là dính. Dính vào không khí. Mấy đồ nhảy này bắn vào xót sướng lắm. Còn bắn bờ bê hay là do mình bắn quan sát hay, còn bắn bờ bê như cứt nên nó như vừa vậy ta. Toàn máu vàng, toàn vô chân. Cái này mà kêu tôi xài đồ này, không biết cái đồ này tôi mua ở đâu này, mua không biết ở nơi nào luôn. Ok, bây giờ thêm một cái nữa. Thì tổng cộng có rất nhiều cái mọi người có thể chỉnh. À không, bây giờ hết rồi. Bây giờ là hết rồi, mọi người có thể chỉnh cái này lên là muốn sự khác biệt thì tôi sẽ để cho mọi người là 0001 đi. Để cho mọi người thấy được sự khác biệt. Đây, độ nhảy bị loạn rồi. Đấy, mọi người thấy không? Thấy không? Quá loạn luôn, rồi. Độ nhảy siêu cấp loạn rồi, rồi. Loạn nhưng bắn vẫn được nha. Đó, mọi người thấy sự khác biệt của khi mình chỉnh cái đó nó đúng và chỉnh nó không đúng chưa? Thì bình thường nó sẽ để mặt định cho mọi người là 10 bao nhiêu rồi đó. Bây giờ mình sẽ để cái này là 9999 này. Đấy. Là cái màn, cái tỷ lệ màn hình nó bị to quá. Di chuyển không nổi luôn. Không di chuyển nổi luôn mọi người. Không di chuyển được luôn. Thôi để chỉnh lại xíu thôi. Chỉnh thử lần nãy là những cái độ nhảy cơ bản mà người ta hay sử dụng nha. Còn bây giờ là tôi đang test độ nhảy. Thì mọi người nên lựa một cái nào đó để cho nó hợp lý. Cái này mình cảm giác mình để cái 210 là hợp lý đối với máy của mình. Còn máy của mọi người thì tùy. Đấy. Mượt.
Đấy. Để đồ nhà đi one shot thì đúng đỉnh bài luôn. Thấy không? Trời ơi. Đúng đỉnh. Đồ nhà này thì khá là hợp với máy mình. Còn nếu mà mọi người chỉnh bị ngáo ngáo thì mọi người thấy nó ngáo quá, mọi người về mặc định cho mình. Mặc định là 16450, không mấy 16500 luôn. Đồ nhà là 16450 nha, nhưng mình thích mình để 500. Và cái kết sau khi mình để lên 500 là sao không vô được chỗ ta, cái bị nháo rồi sao? Là 16450. Đó, ok, lại bình thường rồi. Cái đồ nhà này khá là quan trọng nha, chọn nha. Mình không biết ở trên màn có ai chia sẻ cái đồ nhà này mà phiên bản gọi là như cài Redron lên siêu cấp H0, nhưng mà mình nghĩ là không có đâu, tại cái này nó cũng ảnh hưởng tới nhưng màn hình giống như kiểu độ nhạy thôi. Lại tức là trên PC này mình chỉnh là nó có nhiều yếu tố liên quan với con chuột quá, đúng không nào? Quá là nhiều luôn. Vậy nên chơi này khá là khó. Nói chung là cảm ơn các bạn đã xem clip nhớ bấm like, subscribe cho kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn. Nãy giờ toàn ở trong phòng luyện không à.